Trong cùng một ngày, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Triềng Khương đã phát hiện và bắt giữ liên tiếp 3 đối tượng cùng trú tại huyện Sông Mã về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Kiều Hưng bị bắt khi đang mua bán trái phép chất ma túy với tàng vật gồm hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 95,20 gram. Hai đối tượng Hờ A Lệnh và Đinh Văn Huân bị bắt quả tang tàng trữ gần 70 viên ma túy tổng hợp và hơn 3 gram heroin. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.